Rất vui vẻ trở lại kênh youtube.com gạch chéo Đồ Cổ Đức Hiền. Và có lẽ phải nói rằng buổi sáng hôm nay là buổi sáng của quay sập, bởi vì từ sáng giờ tôi đã quay là 3 chiếc quay sập rồi, một chiếc quay sập vụ Gia Lai Trọn Vân, 2 chiếc Cẩm Lai, và đến bây giờ là bộ quay sập cũng bằng sập vụ 1m8 x 2m2, nhưng mà đây là sập liên chi khảm. Thì cái sập này tôi cũng định quay từ lâu, nhưng mà do là thiếu cái mặt đặt lên nên ra là sợ là trông nó không được, trông nó không đẹp vì nó thiếu. Ví dụ những cái sập nó đủ mặt, nó thấy kia có mặt có cổ xuống dưới, đằng này đến cổ rất là hết, chả thấy mặt đâu. Nhưng mà do bận rộn liên miên và thấy cứ có khách hàng yêu cầu hàng gì mà đến ký thì chúng tôi lại phải hoàn thiện trước, theo đúng cái phương châm là thôi ai đến trước thì ưu tiên trước. Tuy nhiên cũng có mấy khách hàng hỏi là bên anh toàn làm cái hàng trơn à, không khảm không chạm à. Thì xin thưa quý khách là Đức Hiền là với cái bề dày là 26 năm nay là trải qua đủ hàng nghìn hàng vạn mặt hàng rồi, mặt hàng nào cũng đã từng làm qua. Và xu hướng bây giờ mọi người hay thích dùng trơn và ít chạm khảm, cho nên chúng tôi phục vụ cái hàng đấy là nhiều nhất. Tuy nhiên thì những mặt hàng chạm khảm ở đây thì cũng rất là gấu biển. Đây, trên hình ảnh quý vị, đây chính là chiếc sập 1m8 x 2m2 và gọi là sập khảm. Thì cái hình ảnh khảm đây thì là hình ảnh tứ dân, tức là ngư, tiều, canh, mục. Tí nữa tôi giải thích thế nào là ngư, tiều, canh, mục. Thì xin thưa quý vị là gọi chung là cảnh nông thôn, cây đa giếng nước sân đình. Còn chi tiết ở đây thì không hẳn là ngư, tiều, canh, mục, mà có lúc còn là ngư, tiều, canh, đọc. Bởi vì tôi nhìn thấy đây, trung tâm đây là cái cảnh trông như cung đình đây, và bên trong này là có một vị đang nằm đọc sách trong này, ý là như là sĩ nông công thương vậy. Bởi vì là ở đây có thể nói là kết hợp của cả hai tích ngư, tiều, canh, mục và sĩ nông công thương. Ngư, tiều, tiều thì là đây là ông gánh củi đây, sau một ngày lên rừng vất vả thì hai vai đã đầy hai bao củi và đang rảo bước về nhà rất là phấn khởi. Thế còn bên này đây, người đánh cá đây, đấy chính là ngư. Thế còn đây canh, canh tức là làm ruộng đây, con trâu đi trước, chiếc cái bừa đi theo sau đây. Cái này gọi là cái bừa quý vị ạ, tại vì nhiều các cháu nhỏ bây giờ không biết cái nào là gọi là cái cày, cái nào là cái bừa, thì cứ tưởng là cái gì mà nó cứ đi theo con trâu thì đấy chính là cái cày, nhưng không phải. Cái cày là cái thứ mà để từ cái đất nó đang nguyên thì là sới nó lên, còn cái bừa là sau khi có cái nước rồi thì bắt đầu con trâu nó mới bừa đi bừa lại. Đây, nhiều cái răng này đây, và làm cho cái miếng đất đấy nó vỡ ra. Vì kỹ sư Đức thì vốn là người xuất thân từ nông thôn và đã từng cấy gặt cày bừa, cho nên là rất là nắm vững. Xin lỗi quý vị, tôi đang có điện thoại, quý vị cứ tiếp tục xem. Alo, Đức Hiền đấy ạ. Dạ vâng. À, cái đấy thì là 70 triệu ạ. Vâng. À, cái hàng đục nó đều của rời hết. Nói chung cái thời điểm này cũng có thể là ấy hơn. Anh cứ xem kỹ đi, xem cái gì điện lại tôi nhá. Cứ nghiên cứu, bởi quan trọng nhất là có hàng rồi và hàng tuyệt đỉnh luôn. Đấy, cứ nghiên cứu xem xét, nếu ưng thì thôi thì cũng cơ chế thoáng được nhá. Vâng, sơ bộ thế. Và đây còn có cả những người đang tay bị tay nải thứ đây, những người là đang đi buôn bán đây này. Những chồng này thì nó gọi là sĩ nông công thương, thì bên trong này là sĩ
ở bên ngoài là đông, còn những cái người mà đang đi buôn bán và đang đi làm ăn đây là bên sĩ nông công thương. Đấy là mới là sơ bộ thế, còn thì đi vào chi tiết thì nó rất nhiều ở những cái cảnh đây, cảnh làng mạc, cầu cống, đình chùa với các cái kỹ thuật sen lọng đỉnh cao và nguyên liệu đủ bảy sắc cầu vồng chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Và chủ yếu là chúng tôi quay cái mặt tiền, còn ở bên cái dạ hồi, hai hồi này thì nó cũng hình thức tương tự như vậy. Đây. Và tổng thể lên thì khi lên chiếc sập này thì riêng chiếc sập khảm thì là màu nó sẫm, nó giống như những cái bức tranh khảm của chúng tôi ở trên tường kia. Bởi vì cái màu gỗ vụ tự nhiên mà làm sẫm thì nếu để không thì nó sẽ hơi tối, không rõ được vân lắm. Nhưng mà được đi vào với kết hợp với cái phần khảm thì nó rất là hợp và rất là rực rỡ. Cho nên là sau này quý vị cứ nhắc là cái chiếc sập khảm ngày 30 tháng 6 năm 2016 là tôi sẽ nhớ ra ngay. Và đây đang quay tại tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Và xin quý vị có gì hỏi giá hoặc thì điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0984 666 999, hoặc quý khách nào ở xa thì phải nhắn tin vào Zalo số 0967 666 111, chúng tôi sẽ xin vui lòng trả lời quý khách. Và lúc này đang là 7:42, chúng tôi đã quay xong 4 chiếc dạ sập để phục vụ quý khách. Và lúc này xin chúc quý khách một ngày tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip sau.